sao không chú Ba? Bác sĩ nói ông bị suy nhược thần kinh rồi. Mà thôi cô ơi, cô đừng khóc nữa. Cô khóc chồng cô mới có chuyện đó. Ôi, gánh mấy chục năm nay rồi chịu nổi mà lần này qua không nổi hả chú? Trời, chắc là gánh kiểu mà tập bị áp lực á nên mới suy nhược thần kinh á. Nhưng mà chú, tính ra là chú hên đó nha. Tại vì ở đây có Thi nè, Thi là bạn của Sang á, mà là điều dưỡng nữa. Cho nên là Thi sẽ biết cách chăm sóc cho chú tận tình để chú khỏe lại. Dạ dạ, dạ đúng rồi, đây là chuyên môn của em mà. Thôi, Sang lấy này đi, để Thi quen, Thi coi cho. Vậy hả? Dạ, giúp nha Thi. Ơi, vậy thì giờ chăm sự nhờ con nha. Dạ. Cô giao chồng cô cho con. Chồng cô mà có chuyện gì cô bắt đền con. Ơi, gì vậy? Tôi sợ quá, tôi nói liệu. Con giúp giùm nha, trong dạ. Sự cảm ơn con. Cả nhà yên tâm đi, chú không có sao đâu. Chỉ là lao lực quá thôi. À Sang, nhà mình có cháo hay sữa gì không? À, Bella, nhà mình có cháo sữa không? À, có sữa của bé Su á. Uống được đúng không? Chờ chị lấy cho. Ơi, sao mà kỳ vậy? Chồng của cô chứ đâu phải chồng Bella đâu. Bella đi lấy sữa. Phải cô. Bella đi lấy sữa, bây giờ tôi mới lấy cái gì á? Tôi mới đi nấu cháo cho chồng tôi ăn. Tôi đi nấu cháo, nhưng mà tôi không nấu trong nhà bếp đâu. Tôi nấu phòng ngủ, cháo nó mới ngon. Con hiểu tại sao là chú Ban chịu nổi rồi. Đây, sữa có rồi đây, đây. Dạ đây, sữa có này chú ráng uống một ít nha. Uống đi chú. Cô biết suy. Chú ráng uống đi, không tụt huyết áp đó. Cô không nổi, đúng. Ừ, thôi để con đút cho chú uống nha. Ôi da, tự nhiên thấy chú uống sữa mà con chọt bụng quá. Ui, thôi, okay. Xin phép cả nhà để Beo vô trong, Beo giải quyết cái bụng của Beo nha. Em ở đây giải quyết chú giùm nha. Dạ. Đúng ngừng nói chứ hả hộ. Thôi chú ráng uống một ít nữa đi. Hai. Nha, nghe rồi con. Thôi chú ráng uống đi. Thiệt. Chắc Sang đi lấy đồ chút xíu. Thì chăm sóc cho chú Ban giúp Sang nha. Dạ. Thôi có Thi ở đây rồi, Sang yên tâm nha. À, chú ráng uống nha. Chú mệt thì chú tự uống đi, con mỏi tay rồi đó. Có cái gì vậy? Sao mọi người theo dõi tụi em? Phải. Tại vì để coi chắc chắn cái con gơ này nè, nó có đàng hoàng giống như những gì Sang nói hay không. Mọi người thử thách mộng Thi á hả? Coi đi rồi biết. Sang, cái này á cũng tốt cho em thôi mà. Nếu mà mộng Thi là người tốt thì tụi mình cũng đối xử tốt với mộng Thi thôi. Thôi. Trời ơi. Cô Lan. Trời ơi, nó dám bạc đãi người đàn ông bé bỏng của cô Lan. Được rồi, cô sẽ ra cho nó một trận. Con. Cô bình tĩnh đi. Bình tĩnh đi. Chú ơi, chú có tay thì tự lụm ra mà uống đi. Chú phiền phức quá, chú tránh đi luôn đi. Trời ơi. Quá đáng. Cái miệng này không phải dạng dừa đâu. Bởi con mới nói tất cả như những gì con nói, thấy chưa? Cô đừng coi những hình ảnh này nữa. Cô buồn á. Sang buồn hơn. Cảm
thấy đây là việc làm đúng đắn mà. Phải làm thôi. Mà thở chú ban quá con. Coi nữa đi. Trời ơi, trời ơi. Ê, chú, trời ơi, chú ngồi dậy đi, chú sao vậy? Trời ơi, còn rớt cái muỗng nữa nè. Chú có sao không? Trời ơi, tội chú quá à. Không cần nữa đâu. Thì về được rồi. Ủa, xíu nữa mình còn đi xem phim nữa mà. Hồi nãy tại chú ngã, rồi chú còn làm rớt cái muỗng nữa. Thi lụm cái muỗng lên chứ Thi đâu có làm gì đâu. Không có đâu, nó xô á, nó xô. Chú, con đâu có làm như vậy đâu. Thôi, đừng diễn nữa. Diễn sao? Làm sao? Xấu, xấu, xấu. Sang ở trong xem camera thấy hết rồi. Mọi người đang lừa em đó hả? Ai lừa ai? Nói lại đi. Ai lừa ai? Ai lừa ai? Thi à, Thi mới là người đang lừa mọi người đó. Tại sao lại đối xử với chú Ba như vậy? Mình không thể nào chân thành đối xử tốt với người ta hay sao? Nhưng mà Thi thích Sang thì chỉ cần tốt với một mình Sang thôi. Tại sao lại tốt với những người này nữa? Trời, con muốn ở đâu có cái quy luật kỳ lạ vậy? Hợp nhau đâu. Thôi phiền phức quá, rắc rối quá. Thôi không hợp thì thôi, chia tay nhau đi. Tránh ra cho tôi đi. Trời đất ơi. Yeah. Ủa cái gì dễ dàng chia tay vậy? Rồi 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 rồi, cái tình yêu này là cái tình yêu chẩu rồi, chẩu tre rồi. Chẩu tre là cái gì? Trẻ trâu á, con mới trẻ trâu. Nói cái từ mày hiểu gì hả? Em nè, không hợp nhau, chia tay là bình thường. Em đừng có buồn quá nha. Thất vọng thôi. Con người bây giờ gian dối nhiều quá. Lòng tốt của mình bị người ta lợi dụng. Anh ơi, anh ơi, sợ anh Vinh. Anh Vinh ơi, anh cứu em nha anh Vinh. Nè, cô có chuyện gì hả? Ta ghen, ta đánh em vậy nè. Đánh ghen? Đừng nói là cô giật bồ của người ta nha, đúng không? Cho nên người ta mới đánh ghen đúng không? Cô tính lên trà xanh hả? Sao anh nghĩ em vậy? Bạn trai của em á, thấy hình em lưu anh ở trong điện thoại, xong rồi anh ghen, đánh em vậy nè. Trời, đồ đầy cái mặt em, may mà em né được á. Cô lưu mình tôi vô chi, rồi cho người ta ghen, ta hiểu lầm rồi, cô thấy không? Em có giải thích rồi, nhưng mà anh không có tin. Anh còn nói là em còn lưu luyến anh, nên là em mới lưu hình anh vậy. Bớt đất dĩ tôi thành trà xanh giống cô rồi. Có hơn ngàn tấm chưa nhiều, bỗng bính em vậy. Lưu cái đó người ta chưa giết là mai đó. Thôi được rồi, để giờ tôi giải thích cho người ta hiểu nha. Minh. Không được đâu, anh Minh cố chấp lắm anh. Anh không biết đâu, lần trước á em đi ngoài đường em khen chó dễ thương thôi, mà ổng giết con chó luôn. Trời ơi, thấy dã man không? Lần trước em không dễ thương, ai về đâu về ở, không vũ phu. Đánh em vậy nè, hổng ra con người luôn. Em khổ ha. Em khổ lắm anh Vinh ơi. Nè, từ từ, bình tĩnh đã. Còn nữa anh không biết đâu, em khen ai á, ổng cũng đòi xử luôn người đó đó. Bây giờ anh quýnh em được một lần, sẽ quýnh được lần hai nữa. Mà vợ, em không dám về nhà. Em về nhà là ổng quýnh em nữa. Hay em dọn qua em ở chung với anh nha. Không. Em ở chung với anh nha. Thôi tối em ở chung với anh. Anh bảo vệ em. Không có được, nha. Không có được. Nhanh, nhanh. Chị em ở chung với anh đi mà. Được, cô đâu có qua đây ở vậy được. Đây là nhà chị của tôi mà. Chị em ở chung với anh đi. Nè, mình đã. Bỏ ra. Biết rồi, con trốn đây lắm mà. Ủa, sao biết em ở đây? Tôi cài định vị vô điện thoại của cô. Cô gặp ai á, chỉ cần một giây là tôi biết liền. Bỏ cái tài đứng ra, anh tránh xa tôi ra đây, anh buông tôi ra. Bỏ cái tài đứng ra. Nè anh trai, bình tĩnh. Có gì từ từ nói. Có muốn học lại với công nhân lớp 6 rồi đứng lớp 1 không? Ăn nói phụ nữ kỳ vậy. Cái đó, cô ta phải học lại. Cô ta cấm chừng tôi, bỏ cái tài đứng ra. Anh Vũ vô anh còn muốn tôi làm gì nữa hả?
bỏ chưa? Anh coi anh quýnh rồi, giờ anh còn xung sổ anh đánh em nữa nè. Tao nói là cuối, bỏ tay kia, đi ngoài nói chuyện với tao. Tôi không ra ngoài, ra ngoài rồi đánh đuôi nữa hả? Nè, người ta không thích thì sao ép người ta hả? Anh quá đáng vậy. Chuyện tình cảm của người ta biết gì xen vô, hay là muốn đánh lộn, muốn đánh đúng không? Muốn đúng không? Hả? Anh thôi đi, đi nhà của anh Vinh mà. Hạ vô đánh đồ đè cho anh, đừng làm việc nữa anh Vinh. Anh đâu có nói chuyện với tôi, lại lên, đi. Nhớ mặt tao đó mày, đứa hồn đó. Coi chừng tao nha. Làm cái gì vậy hả? Lương. Tao ra coi. Nhớ mặt tao đó, coi chừng tao đó nha. Liêu hồn đó. Nữa. Liêu hồn đó nha. Giờ mày muốn sao? Trời ơi, tao căng quá, tao căng quá. Tao gồng hết nổi rồi. Cho tao trở về giới tính thật của tao đi. Tao năn nỉ mày đó. Chút nữa coi. Trời, vợ, ổng đang tin tưởng tao. Mày công nhận diễn hay thiệt á, hơn tao nghĩ luôn. Mà tao nói thiệt với mày ha, tao mà tham gia mấy cái chương trình Người ấy là ai á, ban giám khảo á, đơn đất được em, đơn đất được em. Dính kìa, ông dính kìa. Trời ơi là trời, anh nhìn nó đẹp trai quá, mày hứa cho tao đi. Gì? Anh ngon. Mày đang nói gì vậy? À, thì tao nói anh Vinh ngon từ thịt, ngọt từ xương. Nè, cái kế hoạch tiếp theo. Mày vợ, mày quýnh tao đi. Cho ông Vinh không lao đám âm tao. Mày ngon lắm, mày quýnh tao đi nè. Quýnh đi. Mày điên hả? Tao đánh mày đó, đánh tao sao? Mày ngon, mày quýnh tao đi. Quýnh. Mày ngon, mày quýnh tao đi nè. Quýnh đi nè. Quýnh tao đi nè. Quýnh đi nè. Quýnh đi nè. Tao gặp mày mà. Mày ngon. Đàn ông quýnh phụ nữ vậy hả? Đàn ông quýnh phụ nữ vậy hả? Biết chuyện gì gia đình ta mà xen vô? Xen vô hả? Thôi, sao? Ông xứng đáng hả? Đánh lộn không? Đúng không? Anh bình tĩnh đi, cái chuyện gì xảy ra? Người là ai? Hả? Anh coi đã ăn hiếp phụ nữ vậy nè, coi được không? Đàn ông đó, ăn hiếp phụ nữ. Cái gì? Anh đánh người ta hả? Không có. Muốn đánh lộn không? Nè, đánh lộn là cái gì? Hả? Muốn đánh lộn là cái gì? Làm gì mà ồn ào trước nhà tôi vậy hả? Vô đây. Muốn đánh không? Cái gì? Người này là ai? Cái gì của anh? Người yêu của tôi đó. Người yêu của anh hả? Anh bình tĩnh đi, từ từ anh nói được không? Tại vì anh sân sân nên vậy? Vô đây. Nói rồi, vào vô. Anh nhà vô đâu? Anh ở đâu tới đây mà anh ồn ào vậy hả? Đi ra. Đau. Rồi tôi hiểu rồi, đi ra bụi tre nói chuyện nè. Đi ra bụi tre nói chuyện. Thôi mình vô nhà đi anh. Đi vô đây coi. Anh làm cái gì vậy? Hả? Có gì thì bình tĩnh nói, anh làm mà hùng hổ vậy? Cái thằng đó giật người yêu tôi kìa. Giật người yêu của anh á? Được rồi, vụ này bao nhiêu tiền? Anh nói đi, tôi dàn xếp cho. Bao nhiêu? Cái gì vậy, sức kìa, để tôi cột cho. Thôi được rồi, tôi cảm ơn anh. Làm gì thôi? Anh mới làm gì vậy? À, con gùi. Ngồi hư ghê á. Bạp đập. Mặt của anh bị bầm kìa. Anh mới nói lộn với anh Vinh nè. Mặt anh bầm thiệt kìa. Tôi nói thiệt mà anh không tin nữa. Cô gái đó không phải người yêu anh, đúng không? Giờ phút này còn nói dối tôi được hả? Ở đây làm gì có con ruồi? Ở đây làm gì có ruồi?
gù quá trời luôn á. Anh nhận mặt với tôi hả? Nói thật đi. Con Duy này á, tự nhiên tôi nể nó chứ giờ bây giờ tôi làm diễn mà cái này. Trời ơi, nó không phải người yêu của tôi. Ngay từ đầu tôi đã biết rồi. Làm cái gì? Bước ra chưa? Nhìn gì? Nhìn anh. Nhìn tôi gì? Đẹp nhìn thôi. Ý gì vậy? Yêu nhau luôn đi. Anh yêu tôi á? Em thê thảm lắm á. Không sao đâu. Mấy chuyện cần phải làm thì tôi làm thôi. Nhưng mà rồi cậu tính sao? Nếu người ta cứ vậy hoài, sao không đi báo cảnh sát? Đừng, đừng anh Minh Vinh. Em không muốn làm lớn chuyện. Vậy dạ, cậu tính sao? Giờ em cũng biết tính sao nữa. Mà ở đây á, thì em làm phiền anh. Thôi, chứ em về mà không được. Em về rồi anh đánh em nữa làm sao? Rồi anh giết em. Vợ nàng kích động lắm. Anh Vinh, hay là anh cho em ở lại đây nha. Anh cứu em đi, anh cho em ở lại đây đi anh Vinh. Chứ hồi giờ em về là anh giết em chết á. Anh cho em ở lại đây nha. Không có được nha anh. Em sợ lắm anh Vinh ơi. Thôi được rồi. Nhà tôi cũng còn một phòng trống, có gì cô vô đó ở cũng được. Nhưng mà hứa với tôi là đừng có làm phiền hay là gây rắc rối gì nha. Tôi có người yêu rồi á. Anh tốt với em quá anh Vinh ơi. Em cảm ơn anh nhiều nha. Có người yêu rồi thì em sẽ đập chậu cướp hoa. Trước sau gì anh cũng phải là của em thôi. Chỉ cần một đêm là đủ gạo nấu thành cơm. Trời ơi, giờ phải nói sao cho Bella hiểu đi ta. Mất công con hiểu lầm nữa. Anh Vinh à, em cảm ơn anh nha. Nếu mà hôm nay anh không cho em ở lại, chắc giờ này em bị đánh bầm dập luôn rồi. Nè, tôi có người yêu rồi, cô đừng làm vậy nữa nha. Nhưng mà em không quan tâm. Mà ở đây á, cũng đâu có ai đâu. Hay mình hôn nhau một cái nha anh. Mình nói lại tình xưa, phải không anh? Mình hôn một cái nha. Dừng lại đi. Sao anh vô được đây? Anh định hành hôn tôi nữa hả? Anh Vinh, anh cứu em với. Anh lại muốn đánh tôi nữa hả? Trời ơi, ông diễn gì nữa? Ông Huy biết hết rồi, tôi lộ rồi đó. Hai người này không phải yêu nhau. Duyên đã dừng cái câu chuyện bị bạn trai bạo hành, khiến em mềm lòng, vậy ngủ với cô em một đêm. Anh bịa chuyện, anh đừng có tin, anh đang nói xạo đó. Anh phải tin em. Cậu ta đã kể tôi nghe hết tất cả mọi thứ rồi, còn vỗ mông tôi thật mạnh ngoài buổi tre nữa. Cô lừa gạt có đầu tư vậy luôn á hả? Không, anh đừng tin lời họ, họ đang bịa chuyện. Anh phải tin em, nhanh nhanh. Anh phải tin em. Nói xạo, lấy cái cửa đập vô mặt luôn. Thôi, chút xíu là gớt con mắt. Tao đập cái mặt mày bây giờ đó. Mày có im đi không? Anh Vinh, anh đừng có tin lời nó. Chị không như anh nói đâu. Em yêu anh là thật mà. Nè, đủ rồi đó. Có tưởng cô làm như vậy tôi sẽ yêu cô hả? Có phải tôi nói tôi có người yêu rồi không? Duyên nè, tôi biết cô thích em trai tôi nên mới bày ra những trò này. Nhưng tình yêu đến từ sự giả dối thì chắc chắn sẽ không lâu dài được. Cô hiểu không? Tôi không quan tâm. Tôi đã rất đau. Nếu như ngày hôm đó anh không làm tôi bẻ mặt trước bao nhiêu người, anh chấp nhận tôi là người tình một lần, thì sẽ không có như ngày hôm nay. Anh hiểu không? Cô hết thuốc chữa thật rồi đó. Hết thuốc chữa? Tôi hết thuốc chữa hả? Tiêu anh là tôi sai hả? Tôi sai sao? Đủ rồi Duyên. Duyên ơi, đi về. Tôi đi. Đi về đi. Trời ơi, mày buông tao ra. Đi về đi ơi. Tao có thua. Trong từ điển của con Duyên này không có từ thua. Tao thua keo này, tao sẽ bày keo khác. Bằng mọi giá ngày hôm nay tao phải có được anh Vinh. Anh Vinh phải là của tao.
Trời rất nhanh và gọn luôn em. Trời. Ủa, em đụng chết người hả? Không có, hay lắm em. Hồi nãy giờ là mọi người rất là rối, em vô em làm một cái một, em xử lý một cái một thôi. Đúng rồi đó, cái này không phải người đâu, này yêu quái thành tinh đó. Em về đúng lúc rồi đó. Ủa ai đây? Cô này nè, tới đây định bắt Vinh đi đó. Hiểu rồi. Vậy thì bây giờ cả nhà có vui lòng cho em giọng thêm vài đạp nữa không? Ê, em đó, em đó. Em, sao vậy em? Cùng phận áo hồng với nhau mà sao em đối xử tàn nhẫn với người ta vậy? Không không, nhưng mà khác. Hồng này có nơ, còn hồng đó chỉ có nút. Khác lắm anh. Cô là ai? Sao cô lại ngăn cản tình yêu tuyệt đẹp giữa tôi và anh Vinh? Nếu như cô đã hỏi thì tôi sẽ sẵn sàng trả lời. Tôi xin giới thiệu với cô, tôi là bạn gái. Cái gì? Cái gì? Anh mới nghe cái gì? Bạn gái. Bạn ghê gớm của anh Vinh. Tôi ghê gớm lắm. Bây giờ cũng không ra khỏi nhà tôi là tôi sẽ ghê gớm như cô. Anh Quy, em yêu anh. Cái gì? Cầm che nha. Đây cầm nữa hả? Nè, người ta đi rồi, bình thường lại đi. Hay quá, anh nghĩ là từ giờ trở đi nhà mình nên treo một cái bảng đi em. Bảng gì anh? Nhà có chó dữ. Cảm ơn em nhiều lắm, được rồi, chọc em mà. Ghê. Đeo. Hôm qua chị thấy anh Huy á, la em dữ lắm luôn. Bộ có chuyện gì hả? Thì đó, tháng nào cũng phải la em lần nhé. Cái gì? La mà cũng có chu kỳ nữa hả? Ừ. Đóng học phí. Tới ngày em xin tiền đóng học phí là ổng vậy đó. Ổng cứ giảng cho em một cái bài ca về là phải biết sống trách nhiệm, rồi phải biết tự lập, phải biết kiếm tiền, phải biết đóng tự đóng đi, là tùm lum với anh biết bao nhiêu việc phải lo, mệt lắm, nhức đầu lắm. Bởi một người mẹ trong gia đình mà như vậy là đúng rồi. Sau này em có con đi rồi em sẽ biết được là cái cảm giác đó như thế nào. Mỗi ngày người mẹ phải tụng cho những đứa con nghe những bài ca như vậy để trưởng thành, để lớn lên được. Trời thiệt luôn á, sao con người cứ thích xài xẻ nhau vậy ha, cứ thích phải nói gì cho nó mệt mỏi ha. Nói gì nó nhẹ nhàng thôi, đều vượt qua được mà. Thiệt luôn á. Thiệt, em thấy anh Huy kiểu như là khinh thường em á. Anh khi dễ em á. Chị có thấy gì không? Vậy thì tại sao em không làm cái gì để cho anh cảm thấy tôn trọng em? Ví dụ như là kiếm được nhiều tiền nè, hoặc là có nghề nghiệp ổn định nè, hoặc là đẹp trai nè, hoặc là gái bu nhiều nè. Thì em còn đi học mà. Chứ lúc ảnh bằng tuổi em á, ảnh cũng vậy thôi. Mà ảnh khinh thường em, ảnh khi dễ em, cho nên ảnh mới xài xẻ em vậy hoài. Em nói thiệt luôn, kỳ này á, em sẽ làm cái gì cho ra trò. Em sẽ đi kiếm tiền. 112 là cái gì? Là cái số lần mà em nói cái câu này trong 3 tháng gần đây. Là 112 lần rồi đó mà vẫn chưa làm được. Chị Bèo, ta mới cái ý tưởng ta mới nháy lên là chị dập tắt rồi. Không phải chị dập tắt, nhưng mà mình nói được là mình phải làm được, mình đàn ông mà. Lần này em sẽ làm được. Chị tin em không? Mình làm cái gì? Em sẽ làm được. Chị đợi đi. Đợi mấy tháng nữa? Thôi, em lên mạng em kiếm. Bây giờ trên mạng á, người ta có nhiều công việc á. Trên Facebook nè, đăng quá trời đăng luôn. Đây nè, thấy chưa? Tuyển em trai massage, đúng không? Rất nhiều công việc. Tuyển em trai phục vụ gì tùm lum á, không? Rất là nhiều công việc. Ý, bèo. Em thấy cái này hợp với em nè. Tuyển diễn viên. Diễn viên? Ừ.
Quay quảng cáo. Quay quảng cáo yêu cầu nè, vui vẻ nè, hài hước. Rồi em định đi tiễn thiệt hả? Thì đó, đi đóng quảng cáo. Quảng cáo này, để... nè em thấy. Chiếu ở nước ngoài. Thôi. Chiếu nước ngoài là nhiều tiền lắm á. Thôi em không có được đâu, có đạt tiêu chuẩn đâu. Được, trời em hài hước vui nhộn mà. Trẻ trung, hài hước, vui nhộn. Không có đòi đẹp trai đúng không? Bèo, sao em cứ nhắm vô cái chỗ đó của em vậy? Phải, chị hỏi thiệt. Để mà mình biết mình tuyển mới đậu chứ. Nếu không người ta đuổi mình về. Không có cần đẹp trai. Chị hơi đi, làm đi, làm đi. Chắc quảng cáo hề á. Làm đi. Em đi nha. Ừ. Ok, em sẽ đi casting cái này, em đăng ký nè. Rồi, Bèo, đi với em nha. Thôi chị bận lắm, chị nhiều việc lắm, đi đâu. Thôi mà, đi em đi. Chị đi em mới có cái sự tự tin. Thôi, chị bận lắm. Bèo, đi với em đi. Chị nói chị bận. Thôi mà, đi với em đi. Nè, em mà đậu quảng cáo nha. Em có tiền á, em chia phần trăm cho chị. Phần trăm? Phí quản lý. Phí quản lý? Đúng vậy. Là chị sẽ là quản lý của em. Đúng vậy. Chia nhiêu? 5%. Thôi tự đi mình đi. Trời đất ơi, lỡ quảng cáo nó được mấy trăm ngàn, chia 5% được nhiêu tiền? Trời ơi, quảng cáo người ta là tính tiền triệu chứ sao mấy trăm ngàn. Thôi, 10%. Trời ơi, chị có người sống vật chất thiệt luôn á. Sống tiền bạc quá à. 30. Gì vậy? Nói cái nữa 50 đó. Cái gì ghê vậy? 50-50. Trời đất ơi, thôi 10% được rồi. 30, giá chót không ấy, thật tự đi. Thôi 30. Trời ơi, chị cắn hơi bị sâu luôn á. Thì bây giờ em lấy được ít tiền thì chị cắn vậy chị mới có tiền chứ. Rồi ok, 30 nha, đi với em nha. 30 nha. Ok. Thôi đi không, không có thả gì hết đó. Bây giờ anh thả rồi em gãi hoài rồi sao, muốn thành xu thẹo không? Không muốn ạ. Không muốn thì đừng có gãi nữa. Nhưng không muốn. Thôi chưa. Không muốn. Gì vậy? Gì vậy? Ừ, vậy? Trời đất ơi, ông làm gì vậy? Em phải làm như vậy em thôi, bé xu đó, anh coi kìa. Thôi, cứ gãi hoài rồi thành thẹo rồi sao? Mà đau tay em nó kìa. Gỡ cho nó đi. Đúng rồi. Đất ơi. Su, đưa đây. Anh cởi nó cho. Ê. Quên. Không được. Ê. 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 Chị bên kia kìa. Từ từ bé Su, bình tĩnh. Cái gì từ từ nói, bình tĩnh. Ngồi xuống. Ông này, ông cứ... Anh có biết là mấy đứa nít nó nhìn người lớn nó học theo không? Anh cột tay nó vậy, mốt nó vô trường nó cột tay bạn bè sao? Đúng rồi. Cái gì mà cột? Sao? Bậy thằng bà cái này là tay giúp cho nó chứ bộ. Giúp cho nó không bị xấu thôi. Giúp cái tìm cái cách nào mà nó hiền lành như cái cách này ác quá à. Tội nghiệp con nhỏ. Thiệt tình luôn á Su ơi. Bây giờ ngồi yên một chỗ đi, đừng có gãi nữa. Hiện Vinh sẽ không cột đâu. Đó, bây giờ nghe lời mọi người, không có gãi nữa thì anh sẽ gỡ ra cho. Đồng ý không? Ngứa vậy ta. Ê! Ui. Gì? Nghiệp đến liền tay nha. Sao vậy? Nhưng mà anh bị rồi mà sao bị nữa? Nãy anh Hạnh đó, nghiệp đến liền tay đó. Phải nha, tôi được báo rồi. Là người nào bị cháy rạ rồi cũng có nguy cơ bị lại nha, chứ không phải là hết suốt đời đâu. Vậy sao cô không nói sớm? Để tôi chăm sóc mấy xu rồi giờ tôi bị lại rồi. Mới đọc mới biết nên giờ mới nói. Dạ đất ơi, anh Huy giờ sao vậy anh Huy? Thôi phòng anh ấy ở đi. Huy, em cởi gió cho mấy xu đi. Bây giờ em bị rồi, hai anh em chăm sóc nhau đi. Đúng rồi, chăm sóc nhau đến khi nào hết rồi thôi. Bà là thôi từ cởi ra đi cho bé Su chăm sóc ngược lại. Quê rồi, hai anh em ráng đùm bọc lẫn nhau nha. Có gì á, sáng tôi nấu cơm xong á, tôi để trước cửa phòng, tôi gõ cửa cọc rồi ra mở lấy vô ăn. Ăn xong á, để cái mâm ở trước cửa phòng, tôi tự lấy tôi đem rửa. Sao giống cơm tù quá vậy? Vậy đi cho nó an toàn. Thì thôi giờ anh em phải đùm bọc lẫn nhau thôi. Đúng không Su? Dạ đúng. Rồi đi chăm sóc cho nhau thôi. Ủa đi đâu vậy? Cái đồng đội làm gì la là ta?
đậu mà đạo diễn đánh quá khóc luôn. Gì ghê vậy? Khắc nghiệt lắm. Về không? Thôi thôi, đã tới đây rồi. Dù gì cũng cảm ơn Bella đi với Sang nha. Không có gì đâu, nhưng mà nhớ giữ lời hứa là được nha. Ừ. Kỳ này á, Sang mà đậu cái quảng cáo này nha, Sang sẽ nổi tiếng, sau đó Sang đi kiếm tiền, sau đó Sang tự lập luôn. Anh Huy với anh Vinh là từ đó là nể nang Sang luôn. Trời đất ơi, cùng cái dây chính của quảng cáo mà ghê vậy hả? Ừ, mình đóng xong rồi nhiều người biết cái người ta mời mình tiếp. Nhớ cố lên, cố lên. Ồ. Còn có người nữa. Ờ, còn hai người nữa là tới Sang. Chờ đi nha. Mời bạn Huy Khánh. Dạ, tới em hả chị? À, dạ dạ, em vô liền. Dạ, con nghe nè mẹ. À, dạ dạ dạ, con về liền, con về liền. Ủa, không cắt hả em? Dạ, con chị về em đẻ rồi. Thôi, em không cắt nữa đâu chị. Em về. Vợ, vợ sắp đẻ mà còn đi cắt tiên nữa ha. Mời bạn Nhật Nam. Em. Đi cắt tiên mà xỉu lên xỉu xuống. Nhiều cũng ham hú nữa. Mời bạn tiếp theo, bạn Sang. Đây, 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 Sang đây. Sang đây, Sang đây, Sang đây, thấy chưa? Thời tới cản đâu có nổi. Hai ông nội này cản tôi đâu có nổi. Đi, 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 đi nha. Kéo lên, kéo lên. Đi nha. Thành công nhé, thành công. Cảm ơn anh trai nha. Thể hiện hết mình nha. Bye, Hùng ơi. Rồi, rồi. Ai vừa gọi tôi vậy? À, mất lượt rồi, về đi. Anh nhớ hát xeo. Thôi nhưng... Chắc bộ cắt xong bị ở đây chúng tôi là người Việt Nam. Vui lòng nói Vietnamese. Em nhìn anh trai giống Hàn Quốc quá. Em cho mọi người biết là em có biết tiếng Hàn nữa. Hồi nhỏ em đẻ ra cái là em khóc tiếng Hàn liền mà. Em là phù hợp lắm. Vậy hả? Dạ. Vậy bình thường em có hay xem mấy clip Hàn không? Dạ có. Trời ơi, clip Hàn em xem là ghiền luôn á. Em biết nhiều tiếng Hàn lắm. Ngoài cái tiếng Hàn đó ra em có khả năng gì đặc biệt không? Dạ em có nhảy. Em biết nhảy. Đủ rồi, dừng đi. À, chưa em mới lấy nhịp à. Em chưa vô bài nữa. Từ chị. Tôi nói là đủ rồi, dừng đi. Chưa mà, đâu còn bắt đầu nè. Tôi nói là đủ rồi, dừng đi. Nè chưa, cái biên độ nó chưa có tới đâu. Dừng đi, đủ rồi. Tôi chọn em. Cái gì vậy? Sáng tới giờ tôi không cảm thấy ai hợp vai nhất với em hết trơn á. Em là thật sự là một cái thứ chúng tôi đang kìm tím. Ba mẹ ơi, con sinh ra để làm chuyện này. Thấy chưa? Nhờ cái chiêu này của em. Cảm ơn nhiều lắm. Đi qua lấy kịch bản xong rồi thử phục trang đi. Em đậu rồi anh chị ơi. Đâu rồi? Ôi. Sang, sao mặc bộ đồ kỳ vậy? Sang biết đóng trái dâu, Sang đâu có đi cắt tiền. Vậy thôi bây giờ cởi ra đi về. Sang đậu rồi. Hả? Đậu rồi hả? Đậu trái dâu luôn. Thôi lỡ rồi. Coi như là mình đóng được một cái vai nổi bật trong cái quảng cáo. Mặc cái bộ đồ này vô là mình nổi rồi. Nguyên cả nước biết mình đóng trái dâu luôn á. Thì có sao đâu. Sau này Sang mà nổi tiếng cái đi ra ngoài á, cái người ta kêu Sang là bé dâu. Sao mà được vậy? Kỳ lắm. Sao vậy? Cái hình ảnh mình xây dựng sau này khác tự nhiên bé dâu. Mới đầu vô sự nghiệp mà bé dâu rồi. Bây giờ sao? Là thấy sao? Hả? Có nên nhận không? Thôi đi, Sang tự có trách nhiệm với cuộc đời của Sang đi. Tự quyết định đi, cái gì cũng đẩy của tôi hết á. Đây là rành dâu anh Sang mà. Mệt quá. Nhưng mà nè, phải nhớ cái vụ mà mình nói với nhau hôm bữa đó. Tự quyết định đi. Thôi được rồi. Dù gì đây cũng là cái quảng cáo đầu tiên. Mình không đóng cái này sao người ta biết tới mình được. Đúng. Mình không đếm số 1 thì làm sao đếm được tới số 10. Cho nên là mình phải đi từng bước một. Cố lên. Sang phải làm cho anh Vinh và anh Huy nể Sang. Sang sẽ nhận quảng cáo này. Cố lên. Nhưng mà Bella hứa không có được đi nói với ai hết. Để không là người ta biết là Sang mất mặt lắm á. Hứa. Bỏ quẹo nha.
Ok, bé Dâu. Bé Dâu à? Dễ thương mà. Trời ơi, bé Dâu dễ thương quá. Ôi trời, em tưởng không vui luôn á. Anh đi cười buồn. Bây giờ Sang nói xem mình không có cười mặt Sang nghe chưa. Quê á, quê á, bữa nó quê lắm rồi. Ủa? Mọi người cười gì vui vậy? Nhìn chứ em cười gì vậy? Hả? À, cười gì ta? Em thấy mọi người cười em cười sao mà. Mọi người cười gì vậy? Em cười ủng hộ hả? À? Không thì em thấy vui mà, năng lượng tích cực. Cần lắm em ơi, cần lắm. Sao vậy? Mọi người đang coi cái clip mà em đóng quảng cáo bữa nè. Trời ơi, em làm gì nhìn cưng lắm. Gì? Ở đâu? Clip ở đâu cả? Thôi cái gì vậy? Thôi đừng có coi nữa. Sao vậy? Đi coi cái clip đó vậy? Vui. Em cưng mà. Thôi, cái clip mà chị Chiêu Bình Hoàng, Bình Bình nước ngoài hả? Tự nhiên coi. Vui mà, vui không? Không tin mở lên coi đi. Biết sao không? Biết sao cả nhà có coi được không? Anh mà anh là đạo diễn thì anh muốn cái là anh em đóng quảng cáo đó, cái là nhờ bạn anh kiếm về liền. Thôi mà, đừng có coi mà. Thôi mà. Sao vậy? Đừng có chế dầu, chế dầu ghê lắm. Bữa chị thấy rồi, mà bữa nay chị coi là chị giống mắc cười á. Chị còn xuôi nữa, trải 30% đây. Mà dễ thương. Không sao đó, em đừng có mặc cảm nha, em thấy dễ thương mà. Con hiểu, con hiểu, bữa sau đi anh dẫn cho đóng mấy cái nữa. Ôi, bây giờ em chết dài mấy cái quảng cáo này luôn rồi. Bé Dâu, đừng buồn nữa. Người ta mới mời em đi đóng quảng cáo bánh xe đó kìa. Cái gì? Người ta bắt em lộn mèo này nè. Trời ơi, trời ơi, trời ơi.